Vân, Ôi. bạn làm gì đấy? Tùng đã đi du lịch về rồi à? Tưởng đi luôn rồi chứ. Nhớ Vân với cả các bạn nên phải về đây đấy. Mà không biết là tại sao hôm nay Vân lại ăn mặc như thế này rồi đứng chụp ảnh một cách thích thú như thế nhỉ? À, bạn Vân vừa đi du lịch miền Tây về cho nên mua tặng Vân bộ đồ này đấy. Tùng thấy có đẹp không? Ôi nhưng mà sao tự nhiên mặc bộ này lại muốn đi miền Tây thế cơ chứ? Vậy thì tại sao chúng ta không chọn luôn miền Tây là ý tưởng du lịch cho khán giả của tạp chí SV Nam tuần này Vân nhỉ? Nhất trí luôn, Tùng thật là hiểu Vân đấy. Miền Tây là vùng cực nam của đất nước, hay còn có tên gọi khác là Đồng bằng Nam Bộ. Nếu bạn muốn đến với các vùng sông nước đặc trưng, đến với các miệt vườn thì chắc chắn nơi đây sẽ làm bạn hài lòng. Bởi khi tới đồng bằng sông Cửu Long, bạn sẽ được đắm chìm trong cảnh đẹp, các lễ hội với cây trái sum suê, hay thích thú ngồi trên ghe xuồng, vừa thưởng thức món ăn, vừa nghe câu hò của người dân miền sông nước. Như vậy là chúng ta đã lên được lịch trình đi du lịch cho tuần này rồi. Nhưng mà thời tiết nắng nóng như này thì đi miền Tây có hợp không nhở? Mà nếu mà chỉ vì cái bộ đồ mà Vân được tặng mà đi thì ngại lắm. Vân yên tâm đi, không phải như thế đâu. Thực ra ấy, vào thời điểm này đến miền Tây là vô cùng thích hợp. Bởi vì tuy là mùa hè thế nhưng địa hình ở miền Tây như Vân biết ấy, là rất nhiều sông ngòi rồi kênh rạch chằng chịt đúng không? Do đó khí hậu vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Wow, và mùa hè còn là mùa cao điểm để chúng ta thu hoạch ở những vườn cây ăn quả và các bạn sẽ thỏa sức mà thưởng thức những trái cây ngọt lịm ở miền Tây. Nhưng mà đúng là so với những địa điểm mà chúng ta đã đưa quý vị khán giả đến thì miền Tây thực sự là một cơn gió lạ cho hành trình lần này của chúng ta. Nhưng mà miền Tây có đến 13 tỉnh và thành phố cơ. Chúng ta phải lựa chọn làm sao cho phù hợp với lịch trình, thời gian và niềm đam mê khám phá của chúng ta chứ. Vân khỏi lo về vấn đề này bởi vì người chỉ đường sẽ tư vấn địa điểm và tour du lịch cho chúng ta. Bạn có thể khám phá cả 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ nếu quỹ thời gian dành cho du lịch của bạn dư giả. Còn nếu quỹ thời gian hạn hẹp mà bạn vẫn muốn trải nghiệm tất cả những đặc trưng của vùng miền Tây Nam Bộ, thì tour du lịch miền Tây của bạn nhất định phải đến các tỉnh như Bến Tre, vùng đất miệt vườn với rất nhiều những di tích lịch sử văn hóa, đô thị sông nước Cần Thơ, hay như vùng đất mũi Cà Mau, nơi tràn ngập những thảm rừng ngập mặn. Để đến các tỉnh như Bến Tre, Cần Thơ hay Cà Mau, các bạn có thể lựa chọn những cách di chuyển như sau. Do hiện tại, đường sắt khu vực miền Tây đã ngừng hoạt động, nên nếu đi tàu, các bạn chỉ có thể dừng lại ở ga thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi ô tô từ bến xe miền Tây xuống các tỉnh miền Tây. Hoặc để tiết kiệm thời gian và dành sức khỏe cho việc vui chơi, các bạn có thể di chuyển bằng máy bay đến sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc sân bay Cần Thơ, rồi di chuyển tiếp bằng ô tô xuống các tỉnh miền Tây. Với giá khoảng 150 đến 200 nghìn tùy loại xe với các tiện nghi khác nhau. Có vẻ như khi đi du lịch miền Tây thì chúng ta sẽ phải di chuyển bằng ô tô khá nhiều đấy. À không, nếu mà Vân đi cùng một nhóm bạn ấy thì hoàn toàn có thể đi thăm thú các nơi bằng xe máy. Ồ. Sau khi dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Cần Thơ thì chúng ta hoàn toàn có thể thuê xe máy để tự đi thăm các tỉnh miền Tây với giá thuê xe chỉ 100 nghìn một ngày mà thôi. Lựa chọn này đúng là rất thú vị với những người yêu thích tự do phiêu lưu mạo hiểm đấy. Tất nhiên là như thế rồi. Thế nhưng các bạn đừng quên mang theo bản đồ du lịch nếu đi thăm thú bằng xe máy nhé. Vì địa điểm du lịch lần này hơi đặc biệt cho nên các bạn cần phải chú ý những vật dụng rất cần mang theo sau đây. Khi đi du lịch bất cứ đâu vào mùa hè thì những trang phục gọn nhẹ thoáng mát như áo phông, giày thể thao và mũ rộng vành là không thể thiếu. Bên cạnh đó, vì là một vùng sông nước lại có nhiều miệt vườn, nên khi đi du lịch miền Tây, các bạn nhớ chuẩn bị thêm thuốc bôi chống côn trùng để có thể yên tâm thỏa sức vui chơi khám phá trong chuyến đi của mình. Như vậy là các bước chuẩn bị của chúng ta đã gần đủ rồi đấy. Nhưng mà nơi nghỉ ngơi thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đi mấy nơi cơ mà? Vân cứ bình tĩnh, Tùng đã nhờ Mr. chỉ đường xem cả rồi. Để phù hợp với việc di chuyển qua các tỉnh và tham quan, các bạn thường sẽ chỉ ở khách sạn một thời gian ngắn. Do đó, nên lựa chọn những khách sạn có tiện nghi vừa phải với giá khoảng 250 đến 300 nghìn như khách sạn Hàm Luông, Hùng Vương ở Bến Tre, hay khách sạn Tây Đô, Hạnh Phúc ở Cần Thơ và khách sạn Hoàng Gia, Ánh Nguyệt ở Cà Mau. Các bạn nên liên hệ trước để chắc chắn có phòng trước khi đến. Ngoài những gợi ý của Mr. chỉ đường ra thì các bạn còn có thể có thêm một lựa chọn nữa, đó là nghỉ ngơi theo hình thức homestay, nghĩa là ở ngay tại tàu thuyền của người dân ở đây. Wow, đấy chắc chắn là những trải nghiệm vô cùng độc đáo mà chỉ có miền sông nước Tây Nam Bộ mới có. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay chuyến hành trình đến miền Tây và khởi đầu sẽ là xứ dừa Bến Tre nhé. Nằm giữa vùng sông nước mênh mông, nơi hội tụ của ba cù lao lớn, Bến Tre như chiếc quạt xòe ra với nan quạt là những con sông lớn nhỏ. Có sắc thái địa lý khá đặc biệt với những phần đất không bị nhiễm mặn, Bến Tre được thiên nhiên ưu đãi và trở nên hấp dẫn hơn với những vườn cây ăn trái ngon ngọt và những vườn hoa, cây cảnh lộng lẫy nhất nhì đồng bằng sông Cửu Long.
Bởi vì là xứ sở của dừa nên Bến Tre có rất nhiều những đặc sản độc đáo từ nguyên liệu này. Đúng rồi, ví dụ nhá, như là cơm dừa này, bánh tráng dừa này, cá chê kho nước dừa này, bánh bò dừa nướng này. Thôi, vẫn nhắc nhiều như thế làm Tùng thấy thèm quá đi mất. Ngoài ra còn có một món nữa đặc trưng riêng mà chỉ có ở xứ dừa Bến Tre mới có đấy. Được biết đến là xứ dừa của Việt Nam, Bến Tre có những vườn dừa trải dài xanh ngút. Dừa luôn có mặt trong đời sống của người dân nơi đây, đặc biệt là trong món ăn hàng ngày. Đến Bến Tre trong chuyến hành trình của mình, Thái Dũng đã được thưởng thức món ngon độc đáo mà chỉ nơi đây mới có. Uống dừa ngay tại vườn thì rất là ngọt và mát. Nhưng mà có một điều thú vị hơn là tôi sắp sửa được thưởng thức một món ăn mà không phải ai cũng có thể được thưởng thức khi đến xứ dừa này, đó là món đuông dừa. Đuông dừa là đặc sản ẩm thực của Bến Tre. Ngay cả Vũ Bằng, một người sành ăn trên thị đàn Việt Nam đã nhận xét, đuông là món ngon hiếm có. Thì con Dũng, con dám ăn con đuông này không? Ăn sống rồi đấy ạ. Sống rồi. Chú cháu mình ăn thử. Tôi ăn trước cho xem nào. Cứ cho mồm thôi ạ. Ngọt, béo, ngọt. Đuông thậm chí có thể ăn sống hoặc được chế biến thành nhiều món như đuông lăn bột chiên hay đuông nướng. Món đuông sống này không dành cho những người yếu đuối, bởi vì là nhìn con sâu mũm mĩm như thế này nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để ăn. Ăn đuông sống thì giống như ăn nhộng vậy, nhưng mà có một điều đặc biệt là nó có vị dừa, thế nên là ngậy và béo hơn rất là nhiều. Vân đã từng nghe Thái Dũng chia sẻ về món đuông dừa đặc biệt này rồi, nhưng mà Vân vẫn chưa dám ăn. Thế thì phí quá Vân ạ, bởi vì đuông ấy là món đặc sản của Bến Tre. Bình thường thì giá khoảng 50.000 một con, nếu là đuông tự nhiên. Nhưng mà không phải mùa thì sẽ là 100.000 một con như đấy. Đây là món siêu bổ dưỡng luôn. Kiểu này thì lần sau nhất định là Vân đến Bến Tre Vân phải thử mới được. Còn bây giờ thì Tùng sẽ đưa Vân và các bạn đến một nơi mà bất cứ du khách nào đến sẽ không bao giờ quên và luôn luôn muốn quay trở lại. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, Cần Thơ được ví như đô thị miền sông nước. Nơi đây không chỉ mang vẻ đẹp cho một đô thị lớn xứ Tây Đô, mà còn ẩn chứa vẻ đẹp bình dị nền thơ của làng quê sông nước, với chợ nổi trên sông, với những vườn cây ăn trái bạt ngàn và những cánh đồng trải rộng mênh mông. Khác với Thái Dũng, Tạ Quang Thắng lựa chọn chợ nổi Cái Răng cho chuyến hành trình tới miền sông nước của mình. Không chỉ được trải nghiệm cảm giác thưởng thức món ăn trên thuyền, Tạ Quang Thắng đã được lắng nghe những lời ca bình dị của người dân miền sông nước. À, con xin bác ạ. Dạ. Bác ơi, con xem tivi con hay thấy là mọi người đi chợ vừa bán hàng vừa hát ấy. Thì bác có bao giờ vừa bán hàng vừa hát không ạ? Không có, ở đây bán, nó bán mất cỡ, không có khả năng. Hôm nay nếu con yêu cầu để cô hát mà có hay dở rồi thì nha. Dạ, thì tốt quá. Càng hoa, càng tiếng lắm nha. Vâng ạ. Đẹp Sài Gòn, ngon xanh, ngon đỏ, đẹp Mỹ to, ngon to. Mang theo tâm hồn người nghệ sĩ, Tạ Quang Thắng đã dành tặng cho mọi người, cho những du khách trên chợ nổi, tiếng hát đầy tình cảm của mình. Thuyền ai lướt qua bông lúa thưa tha, tiếng ai hò lửa vắng đưa những câu tình ca, ngã nghiêng hàng trăm vang hòa tiếng hò xa xa, tiếng khu mừng vui ấm bao lòng dân. Quê tôi tiếng ngài ra bàn nhịp nhàng như tiếng lòng tôi. Tôi chợt nảy ra ý tưởng sẽ đàn trên sông để mời khách mua hủ tiếu, để đáp lại sự nhiệt tình của bác với mọi người khách lạ như tôi. If you take one, I will sing for you. Just smile on your face, let me know that you're here. Cause you in your eyes, didn't you know? A touch of your hands, say you're getting me. Nếu như khung cảnh sông nước thanh bình khiến du khách bị hấp dẫn lôi cuốn, thì lời ca tiếng hát, sự giản dị chân thành của người dân lao động nơi đây đã quyến luyến níu chân họ.
Vân thấy Tùng nói có đúng không? Ừ. Đến Cần Thơ mà chưa đi thăm chợ nổi thì coi như chưa biết gì về thủ phủ của Tây Đô cả. Công nhận là thích thật đấy. Cái cảm giác được ngồi trên thuyền này, lại còn được thưởng thức những món ăn ở trên sông nước này, lại còn được nghe cả những lời ca câu hò của người dân nơi đây nữa. Thật là tuyệt vời. Không chỉ có như vậy, đến với Cần Thơ thì các bạn còn có cơ hội được thưởng thức bầu không khí rất trong lành và êm ả ở những vườn cò bay lượn. Vườn cò Bằng Lăng ở Cần Thơ là một trong những sân chìm lớn nhất nơi miệt vườn dòng sông. Đến vườn cò vào buổi bình minh hay chiều tà im ắng thì chắc chắn du khách sẽ không khỏi xao xuyến với bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất này. Đời sống và văn hóa của người dân miền Tây Nam Bộ rất là phong phú và đặc sắc phải không Vân? Ừ, cuộc sống của họ hình như là không bao giờ thiếu những lời ca tiếng đàn. Vân có cảm giác như là họ sống rất là tự do và tự tại. Vân sẽ còn cảm nhận được điều này nếu như gặp gỡ những người dân vô cùng tốt bụng và hiếu khách ở vùng đất mũi Cà Mau. Không chỉ là cột mốc ghi dấu điểm cực nam của Tổ quốc, Cà Mau còn có tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái với cảnh quan thiên nhiên hoang dã nguyên sơ, với bạt ngàn thảm rừng ngập mặn xanh thẳm vươn xa ra phía biển. Đặc biệt, Cà Mau còn được biết đến với những cánh đồng cói trải dài mênh mông độc đáo. Wow, đúng như những gì mà Vân tưởng tượng về vùng đất này, những cánh đồng cói bạt ngàn mênh mông trải rộng đến tận chân trời, thật là lãng mạn. Đúng là con gái, chắc là Vân lại đang tưởng tượng mình mặc váy xong rồi tung tăng chụp ảnh ở trên những cánh đồng cói mênh mông đúng không? Ừ, Vân mà đến đấy kiểu gì cũng có bộ ảnh đẹp tuyệt vời đấy. Mà chắc là Tùng cũng nghĩ giống Vân nên là đoán nhanh thế đúng không? Thì cũng có, nhưng mà thực ra là Tùng đang nghĩ đến một cái thứ khác nữa cơ. Ừ, nghĩ đến gì vậy? Đó chính là những chiếc chiếu cói êm ái và mát mẻ từ những cây cói này Vân ạ. Ồ. Bây giờ thì muốn đến thăm làng cói với Tùng không? Ừ. Rồi, xin mời. Không chỉ là quê hương của đồng lúa, vườn cây, làng quê chủ phú, Cà Mau còn nổi tiếng với những địa danh làm nghề chiếu. Và trên hành trình chinh phục cột mốc cuối cùng của Tổ quốc, Vũ Hiệp đã đến với làng chiếu lâu đời ở Cà Mau. Giống như Vũ Hiệp, đến với làng nghề chiếu cói ở Cà Mau, bạn có thể tận tay trải nghiệm công việc để làm ra một chiếc chiếu cói đầy thú vị. Sau nhiều giờ phơi nắng thì lúc này sợi lác đã trở nên khô và dai hơn. Bước tiếp theo sẽ đến công đoạn nhuộm màu. Chị ơi, em cho như thế này à? Này, quay ra đây nè. Rồi quay. Quay nè, quay tròn tròn vậy nè. Cho nó mình sẽ cho nó thành một cuộn ở trong cái màu. Một ngày trải nghiệm với người thợ lành nghề bên khung dệt, cộng lát, sợi chân đã đem đến cho Vũ Hiệp cảm giác rất thú vị. Cuốn như này mới là cái khó đây. Bé bị cái gì đấy? Như vậy là sau nhiều giờ làm việc tỉ mỉ cùng với sự hướng dẫn của chị Tú thì trên tay tôi lúc này đã là một thành phẩm. Đó là một chiếc chiếu Cà Mau, một chiếc chiếu Cà Mau đượm màu tươi thắm. Và tôi sẽ mang chiếc chiếu này như là kỷ niệm của cuộc hành trình. Hôm nay nhờ có bộ trang phục mà Vân được tặng này mà chúng ta đã có ý tưởng đi du lịch miền Tây. Thật tuyệt vời phải không Tùng? Đúng như vậy, và cảm ơn Vân rất nhiều. Có lẽ là sau những cái điều mà hôm nay chúng ta đã chia sẻ với các bạn khán giả thì mọi người đã có thêm một điểm đến để ghi vào sổ tay du lịch của mình rồi. Và quý vị đừng quên theo dõi những tập tiếp theo của tạp chí S Việt Nam cuối tuần với những địa điểm du lịch rất thú vị của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.